1 của trận đấu chuẩn bị được bắt đầu. Trong hiệp 1 của trận này đá bù giờ cuối cùng cũng trên sân vận động Thanh Hóa. Khá nguy hiểm, bóng vừa đi cắt ngang khung thành của câu lạc bộ Thanh Hóa có thể chạm bóng. Một cơ hội bỏ qua rất đáng tiếc. Văn Quân. Cú sút dài của Văn Quân. Cú sút đầu tiên mà QNK Quảng Nam tạo ra được về khung thành của thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Bóng đang đi đúng vào vị trí mà thủ môn của đội chủ nhà đã chọn sẵn. Rogerio. Đường chuyền. Danny Van Baken. Xuất hiện trên trái. Những tình huống đáng chú ý nhất của Thanh Hóa cho tới thời điểm này. Cú chơi bóng của Nastasek. Cơ hội dành cho Nghiêm Xuân Tú, cú sút chân trái. Nhưng cú sút bằng chân trái không phải là chân thuận của Nghiêm Xuân Tú. Trái bóng đã đi ở vào một tầm cao. Người leo biên là Xuân Thành. Xuân Thành đổ vào. Không vào. Xuân Thành và Lê Văn Tân đã có một pha phối hợp cực tốt. Hậu vệ cánh trái của đội chủ nhà. Quả đá phạt được thực hiện bởi Nastasek. Đánh đầu. 1-0 dành cho cầu thủ Thanh Hóa. Phút đá bù giờ ở mùa giải năm nay. Pha đánh đầu của Lê Văn Tân. Và đó là tình huống ghi bàn thứ hai của anh trong mùa giải này. Là bàn thắng thứ 13 của Thanh Hóa trong mùa giải này. Cơ hội dành cho Adamu. Một cú sút nữa. Hai tình huống dứt điểm và nó đều không đánh bại được thủ môn Tô Vĩnh. Và giúp cho Thanh Hóa tránh khỏi bàn thua, một bàn thua 10-10. Cú sút đầu tiên là của Adamu. Tưởng như là Nguyễn Văn Quân. Cú sút của Sunday rất nguy hiểm. Quả đá phạt được thực hiện rất mạnh đến tình trường cơ hội. Cơ hội hiếm hoi dành cho QNK Quảng Nam. Không thể làm nên chuyện với tình Sunday. Sút xa, không vào. Đã có một tình huống va chạm trong khu vực sân 50. Penalty. Vô duyên của Thanh An. Hết sức vô duyên. Thanh An không quan sát tới pha bóng tranh chấp của Quốc Phương. 9%, 3 điểm đã ở lại với sân Thanh Hóa ở vòng đấu thứ 9. Pha sút phạt của Nastasek. 2-0 dành cho Thanh Hóa. Hết sức đơn giản. Thủ môn Phạm Văn Cường đã đoán được hướng sút của Nastasek. Nhưng tình huống được hướng sút bóng vừa rồi. Không thể cản phá. Những bước chạy khoan thai tới chấm sút phạt. Đinh Thành Trung. Đinh Thành Trung dứt điểm. Không vào. Đinh Thành Trung đã ghi bàn trong 5 trận đấu liên tiếp. Nhưng đây sẽ là trận đấu cắt đứt đi mạch ghi bàn của anh. Cơ hội rõ nét nhất mà Đinh Thành Trung sở hữu kể từ đầu trận đấu này. Sự thay đổi người mang tính chiến thuật không còn nhiều ý nghĩa nữa.